Tên tôi là Hoàng Thị Điện, ở đội 3, bản Rầu, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tôi mắc bệnh hen này cũng được 6-7 năm nay rồi, nhưng tôi cũng đi nhiều nơi, nhiều chỗ thuốc, cũng được đi bệnh viện Hồng Đức ở Yên Bái khám xong lấy thuốc cũng được về uống nhưng không khỏi. Thôi bệnh tôi rất mệt mà rất khó thở. Con trai đến hôm con trai tôi xem qua mạng điện thoại ấy là bảo có bệnh bệnh hen chứa cho người lớn, thì con tôi cũng có thấy có số điện thoại, con tôi hỏi là cũng thấy cầm máy, cô tư vấn ấy bảo là bệnh hen chứa khỏi, bệnh hen chứa tận gốc khỏi. Thế nên tối đến tối thì cô phỏng vấn gọi về cho tôi là bảo bệnh hen của tôi chứa khỏi, thì cô tư vấn cũng bảo là bệnh hen tối thì đi ngủ là hay mất ngủ này, hay lên cơn từ tối bắt đầu là đi ngủ là hay lên này. Thế tôi thấy giống bệnh của tôi, thế tôi bảo là thế có thuốc, hỏi cô tư vấn là có thuốc chứa cái bệnh hen như tôi không, cô tư vấn bảo là có bệnh hen chứa tận gốc. Thế tôi bảo thế lấy thuốc cho tôi một đợt thử xem là có khỏi không. Thế cô tư vấn là lấy cho tôi một đợt về uống thì được một tháng tôi không thấy đỡ mà cũng thân không thấy thế nào. Thế cô tôi về lại lấy tiếp đợt sau thì uống vào thì thấy ho nhiều, xong mỗi đợt ho thì tôi thấy cảm thấy thở dễ hơn, mà đi lại lên đồi xuống núi này tôi thấy dễ chịu dễ thở hơn. Thế xong uống hết một đợt đấy thì tôi lại lấy tiếp thêm, về uống đợt thứ ba thì tôi thấy cảm thấy nhẹ nhõm người lên mà khỏe hẳn lên. Thế tôi lại lấy tiếp một đợt nữa, đợt thứ tư, coi là 3-4 đợt là 4 tháng liền thì bệnh tôi bây giờ đã thấy đỡ hẳn mà hình như là khỏi. Trước cứ mỗi lần tối vào là hay lên mà từ cái thuốc lấy cái thuốc đấy về uống không lên nữa. Trước khi tôi chưa lấy thuốc đây thì tôi lấy thuốc nam thì là ở chung quanh gần làng tôi ấy, xong thuốc tây bệnh viện tôi cũng được uống rồi nhưng không khỏi. Nhưng tôi đến đây lấy được thuốc của PQA ở thành phố Nam Định, tôi uống giờ tôi đã khỏi. Tôi cũng xin cảm ơn PQA, coi là sản xuất được sản phẩm này cho tôi uống, nay tôi đã khỏi bệnh.